sắp đến đường Tôn Thất Thuyết rồi. Chợ này cũng rất là dễ mua bán, với lại thuận tiện cho xe cộ. Em xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang đi trên đường, đường này là đường Đoàn Văn Bơ, nó dài nè. Phản hướng này thì mình sẽ đi đến đường Tôn Thất Thuyết. Sáng đây chúng ta sẽ đi một vòng luôn ha, một vòng đường Đoàn Văn Bơ nó dài, để xem con đường này nó dài đến chỗ nào ha. Ở đây cũng là cái chợ cầu cống nè. Nguyên con đường này tôi thấy rất là nhiều người buôn bán, bởi nguyên cái đường này là cái chợ. Đường này cũng khá là dài. Nếu vào trái mình sẽ ra đường Nguyễn Tất Thành, còn đi thẳng thì mình sẽ ra Tôn Thất Thuyết ha. Đây tuy là con đường nhưng mà nó cũng nhỏ như là con hẻm vậy đó. Mình thấy nhiều nhất là chợ rau, rồi chợ cá. Đường rất là nhỏ. Giống như là con hẻm vậy đó, hai bên bán rất là nhiều đồ và tấp nập. Bây giờ là do là buổi trưa gần hết hết giờ rồi, nên người ta cũng dẹp bớt rồi, mọi người đi chợ cũng tương đối vắng. Nhưng mà mình vẫn còn thấy rất là nhiều hàng quán, vừa ăn vặt mà vừa buôn bán rau cải, rồi tiệm tạp hóa. Còn rất là dài luôn ha, có thể nói là nó là cái con đường này là con đường dài nhất, nếu là con hẻm là con hẻm dài nhất ở quận tư này. Sắp đến đường Tôn Thất Thuyết rồi. Đường Tôn Thất Thuyết chúng ta sẽ quẹo ra đường Nguyễn Tất Thành. Còn một khúc chợ nữa nè.
ăn trái cây. Mua đây chợ cá. Bên kia là cảng Sài Gòn và ngay đây là con đường Tôn Thất Thuyết, đường Tôn Thất Thuyết thì mình sẽ đi đi đến chợ 200, con hẻm 200, ngày đó có ngôi chợ nên người ta đặt đó là chợ 200 luôn. Nhưng mà chợ đó thì chỉ có bán buổi sáng rồi với lại buổi chiều 4-5 giờ, còn buổi trưa thì họ không có bán nên mình thấy nó sẽ không có đông đúc. Tại bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, hơn 11 giờ rồi nên mình thấy con đường này rất là vắng. Bên kia sông bên tay trái của chúng ta đó là đường Trần Xuân Soạn, một cái trên bến dưới thuyền. Bến Trần Xuân Soạn ngày xưa ngày Tết bán rất là nhiều hoa quả rồi cây trái rồi các nông sản ở các tỉnh miền Tây. Tôn Thất Thuyết là một đường cũng rất là dài ha, dài từ đường Khánh Hội cho đến cầu Tân Thuận luôn. Trời cũng rất là đẹp ha. Có rất là nhiều comment của cô chú anh chị và các bạn đi nói em đi đến những cái địa chỉ, những con hẻm. Thì thường thì em sẽ đi vào ngày Chủ nhật ha, thường đi Chủ nhật để ăn sáng rồi đi chợ rồi sẵn quay cho bà con xem luôn. Nên có nhiều khi đi quay hơi trễ, hơi lâu thì cô chú anh chị mình thông cảm nha. Nhưng mà từ thì chúng ta sẽ thấy hết mỗi những cái địa điểm mà anh chị các bạn đã comment. Đây nhà bên phải thì họ xây cũng rất là cao, mà bên trái thì không được xây dựng ha. Bên trái là cặp theo bờ sông, là ngày xưa có rất là nhiều kho bãi rồi xưởng các kiểu ha. Nhưng mà bây giờ thì như cũng ít,
ít kho, ít xưởng nào còn hoạt động lắm. Bây giờ đa số là để vợ chống bỏ quan thôi. Đi gần đến chợ 200 rồi đó. Một xe ba gác đó chạy quá trời nhanh luôn. Chạy mà vừa lấn tuyến mà vừa chạy nhanh nguy hiểm. Bởi giao thông ở Sài Gòn là ở Việt Nam nói chung là một cái gì đó rất là phức tạp. Đặc biệt các anh chị các bạn ít về Sài Gòn, ít đến Sài Gòn hoặc lần đầu tiên đến Sài Gòn thì sẽ thấy choáng ngợp. Đây chúng ta thấy là ngôi chợ 200. Chợ này là chợ bán hàng bên đường thôi. Chợ này cũng rất là dễ mua bán, với lại thuận tiện cho xe cộ vì cái đường này cũng rộng.